về sớm dọn dẹp. Cầm cuội trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Dõi theo từng giờ giấc sinh hoạt, học bài. Đã hơn 30 năm nay, đây là những việc quen thuộc của bà Trần Thị Mát, 80 tuổi, ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nằm cuối con hẻm nhỏ, căn nhà cũ này chất chứa nhiều tình cảm khi là mái ấm, nơi cưu mang của nhiều thế hệ học sinh ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh về trung tâm học tập. Từ cái chỗ là có thành lập trường Nguyễn Hữu Cảnh đến trường, là mẹ cũng có cái lòng nhiệt huyết là tấm lòng cho các cháu ở để là vừa động viên tinh thần của mẹ, mẹ hoàn cảnh khó khăn cho nên là coi mẹ cho các cháu ở từ khi chồng chân đang còn, con đang còn mà chưa là 17 năm ấy, chồng chết, con chết rồi cho nên chưa mẹ hoàn cảnh quá khó khăn chứ không có cách gì hơn thì giúp các cháu để cho các cháu nguồn động viên thêm, cổ tinh thần thêm. Bà Mát chia sẻ, nhiều năm trước khi biết hoàn cảnh của nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc cho con về trung tâm để học tập, nên đã ngỏ lời đưa về sống trong căn nhà của bà. Đồng thời, mỗi tháng chỉ thu ít chi phí cho việc ăn uống, còn lại đều được bà chăm sóc miễn phí. Khi đi học về thì em hay phụ mẹ nấu ăn, rửa chén, quét nhà với cháu gái ăn. Vì mẹ lớn tuổi rồi nên phụ mẹ bớt công để mẹ bớt công việc. Hiện bà Mát đang nhận nuôi 4 học sinh, Uyển Nhi cùng 3 học sinh khác là thế hệ tiếp theo từ xã Trường Sơn về sống cùng bà Mát. Nhắc về những tình cảm gắn bó, Uyển Nhi cho biết cảm nhận rất sâu sắc tình thương mà bà Mát dành cho. Mỗi ngày đi học về, sau khi hoàn thành bài vở, Nhi cũng như các học sinh khác đều phụ giúp cho người mẹ thứ hai của mình việc nhà. Suốt hơn 30 năm cưu mang học sinh nghèo ở xã Trường Sơn, tính đến nay bà Mát đã chăm sóc cho 33 em học sinh. Cũng từ ngôi nhà đơn sơ này, nhiều thế hệ đã học xong, ra trường lập nghiệp, đã trở về để thăm lại nơi cất giữ nhiều kỷ niệm, ân tình,